Mày vừa mai cắt vừa đúng chân luôn. Giống như một cái rừng, rừng cây thông. Mày cắt vừa đúng chân. Mày kia là chưa cắt, kia là chưa cắt. Chị mới mình cần uống đó không chú? Mình đi ra chi mới khoảng mấy tháng mình uống chứ. Uống sống anh nó bị chai hả? Cái trong nhà mà uống không? Khi chơi Tết mà nó còn nụ gì đó các bạn. Cây này siêu nụ chưa? 32 cánh rồi nè. Này Quỳnh Tý 32 cánh nè. Sao anh biết bấm Quỳnh Tý chú? Tại cái giống đó. Dạ. Nó cũng là ná như Đại Lộc vậy đó. Đại Lộc thì nó bấm được 48 cánh. Cây này 32 cánh rồi. Quỳnh Tý 32 cánh. Chú là chú gì? Chú sao à? Mình cắt xong mình xếp cái đó vô hả chú? Kêu này là chống thấm màu lịch chịu. Dạ. Qua gì? Sứa nhỏ nhỏ bộ im ha. Mình dùng sứa lớn à. Thank you.
có xích keo là xong rồi chú. Dạ. Giờ đã xong là phải xử hết. Cái này mình tỉa là tỉa dân thông thôi chú. Dạ. Thank you.
nhiều gì nó thiếu nắng không sao. Không sao. Không được quá gì vậy. Thank you.
cái gì.